Kính chào quý cô bác anh chị các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Hương Bồ Kết của tác giả Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trên chuyến máy bay đến Seattle, Tôn đã ngồi vào chiếc ghế của mình. Hành khách tiếp tục di chuyển trên hành lang máy bay. Từ xa, một thiếu nữ tay xách túi nhựa, tay kéo chiếc vali nhỏ đang nhìn giáo giác tìm số ghế. Trong khuôn mặt và mái tóc của cô gái, Tôn chợt thấy lòng bồi hồi xao xuyến. Bóng dáng cô gái phảng phất hình ảnh một người mà chàng cảm thấy rất thân quen. Thiếu nữ dừng lại trước dãy ghế Tôn đang ngồi, nhìn kỹ số ghế một lần nữa, rồi nàng đặt túi xách lên chiếc ghế trống, mỉm cười xã giao với Tôn. Chào bác, xin lỗi, bác có phải là người Việt Nam không? Vâng, chào cô. Tôn trả lời rồi đứng lên giúp nàng bỏ vali vào khoang hành lý mà cô bé đang cố gắng nâng lên vượt qua tầm cao của nàng. Mái tóc dài đen tuyền và láng mướt, thoang thoảng hương thơm trái bồ kết gội đầu. Một loại hương đã ngấm sâu trong tiềm thức của Tôn. Cô bé này chắc từ Việt Nam mới sang, chàng thầm nghĩ rồi cất tiếng hỏi. Xin lỗi, cô có phải từ Việt Nam mới qua Mỹ không? Thưa bà không. Với giọng Huế ngọt ngào, nàng từ tốn tiếp. Cháu quá mi từ năm 8 tuổi rồi. Sống ở cái xứ khoa học công nghiệp hóa chất, mọi sản phẩm đều bào chế sẵn mà cô gái này còn giữ được thói quen dùng nước bồ kết, lá chanh gội đầu, khiến Tôn tò mò. 8 năm sống ở Mỹ mà cô vẫn còn giữ được thói quen gội đầu bằng đặc sản quê hương. Người Việt như thế thì thật là hiếm thấy. Có chí mà bạc ngạc nhiên, đấy là ý muốn của mẹ cháu. Cô bé đưa hai tay tóm gọn mớ tóc dài lòa xòa bên má ra sau ót rồi đon đã tiếp. Từ lúc cháu con bé đến giờ ní đã trưởng thành mà mẹ cháu cứ bắt cháu gội đầu bằng nước chum kết. Mẹ nói gội đầu bằng trái bồ kết, vậy lá chanh vừa sạch gâu lại không làm hại da đâu. Giữ tóc thì mềm mượt và không rung tóc. Cứ mỗi cuối tuần, mẹ cháu nấu sang một nồi nước bô kết cho phân cháu. Mái tóc dài, nhiều lúc làm việc nó vướng víu, gây phiền toái lắm bác nơ. Rửa mà mỗi lần cháu đôi cắt tóc ngắn thì mẹ cháu buông bà bò ăn mỹ ngay. Mẹ lại nhặt đến điệp khúc mà trên 20 năm qua cháu thuộc lòng. Ngày xưa ba con thường khen mẹ, mái tóc dài ổng à của em và hương bô kết nó quyến rũ anh đến đê mê ngất ngây. Anh muốn con gái của chúng mình sau này cùng có mái tóc dài như rửa. Cô gái nói một hơi, không e dè mà lại chân tình, khiến Tôn có cảm tình ngay. Riêng cái điệp khúc của mẹ mà cô nhắc tới khiến cho Tôn ngạc nhiên. Nó trùng hợp với ý tưởng mà ngày xưa chàng hay tâm sự với người yêu. Ngồi ngay dậy, chàng nhìn vào mắt cô bé hỏi. Xin lỗi, mẹ cô bây giờ ở đâu? Mẹ cháu cũng ở thành phố Seattle với cháu. Cô gái lấy tấm chăn đắp lên mình rồi nhìn Tôn thân thiện hỏi. Rửa bả quá mi lâu chưa? Tôi vượt biên qua đây đã 16 năm rồi. Thế quý danh của cô là gì? Cháu tên là Nguyễn Thị Trọng Nhi. Vậy ba cô hiện nay đang làm gì? Ba cháu từ trần lục cháu ở trong bụng mẹ. Vậy cô qua đây theo chương trình nào? Đoàn tụ, cầu cháu bảo lành bà ngoại và hai mẹ con cháu. Thế ông cậu của cô tên gì? Cậu cháu là Hà Thục Tâm. Tôn sửng sốt, chồm người về phía cô bé hỏi. Cô còn người cậu nào nữa không? Dạ, cháu con một cậu xính đôi. Tên gì? Tôn nôn nao gần như mất điềm tĩnh. Hà Thục Trĩ. Trong ngực của chàng đánh liên hồi, như ngày xưa chờ nghe kết quả của mỗi mùa thi. Tôn ngã lưng vào ghế dựa, cố giấu những cơn thở gấp của mình.
Một chập lâu lấy lại bình tĩnh, Tôn hồi hộp hỏi: "Có phải tên của mẹ cháu là Hà Thị Việt Anh?" Bây giờ đến phiên cô gái ngạc nhiên thốt lên: "Rắn bạc biệt tên mẹ cháu." Tôn chưa kịp trả lời thì máy bay bắt đầu hạ cánh. Khí áp làm cho hai tai chàng lùng bùng, không còn nghe được gì cả. Khi rời máy bay, Tôn kéo giúp hành lý cho cô gái. Chàng cho Trọng Nhi biết hai ông cậu của cô là bạn thân của mình lúc còn ở quê nhà. Tôn trao mảnh giấy có ghi số điện thoại và kèm theo tên của chàng căn dặn: "Cháu về cháu nói với cậu Tâm và cậu Trí, phone ngay cho bác." Và Tôn cũng không quên xin nàng số điện thoại. Vợ chồng người em đón Tôn ở phi trường, ngồi trên xe, hồi ức về quá khứ bỗng hiện ra rõ mồn một trong trí nhớ của chàng, dù thời gian đã cách xa trên phần tư thế kỷ. Sau giờ tan học, Tôn vội vã đạp xe thẳng tới nhà của Tâm và Trí, hai cậu học trò nhỏ sinh đôi cùng lớp đệ ngũ mà Tôn đã nhận dạy kèm mấy hôm trước. Căn nhà hai tầng, khang trang nằm sâu trên con đường hẻm rộng chạy dọc theo bờ thành nhà thờ Ba Chuông. Từ ngày nhận việc, bà Thùy, mẹ của hai em, cho phép Tôn đi thẳng lên lầu, nơi có phòng riêng dành cho con của bà học tập mỗi ngày. Căn phòng có đầy đủ bàn ghế học trò, bảng đen, quạt trần như lớp học thu nhỏ. Một cửa lớn mở ra sân thượng, trưng nhiều chậu kiểng, những cái chậu bằng sứ tráng men đủ màu sắc trông rất cổ kính. Đa phần là loại cây cảnh bonsai được cắt tỉa rất công phu. Thế cây nào cũng hoàn hảo, phối hợp giữa gốc rễ, cành lá đạt đến mức trình độ nghệ thuật cao. Nơi đây là cây tùng gốc to, đầy những u nần như vị sư già ngồi thiền dưới tàn cây uốn cong rất mỹ thuật. Chi nhánh gốc rễ của nó đều toát lên tính thẳng ngay, thâm trầm, sâu sắc mà phóng khoáng. Kia là cặp sứ, rễ mọc nổi vồn, vòng lên như loài rắn quấn chặt với nhau trong cái chậu nước men màu xanh nhạt. Và gốc bồ đề già cỗi trên 100 năm, tưởng chừng vòm cây sẽ phủ bóng cả một vùng rộng lớn, nay đành chịu khép mình trong cái thể tích nhỏ nhoi. Đặc biệt nhất là gốc mai, da cây lão thọ, nổi vẫy sần sùi, chứng tỏ tuổi của nó cũng không kém gì gốc bồ đề kia, lại thêm hình dáng rất gợi cảm. Theo quý cụ sành chơi bonsai thì cây mai ở thế hoành, tượng trưng cho sự mềm mại, uyển chuyển hào hoa của người nghệ sĩ, lại thêm bộ rễ thưa xoài ra vững vàng, tăng phần đường bệ. Mọi lần bấm chuông, Tôn được bà Thùy mở cửa. Hôm nay, người mở cửa là một thiếu nữ với giọng Huế ngọt ngào. Cô cất tiếng hỏi: "Xin thưa ông tim ái ở nhà ni?" "Tôi đến dạy kèm mấy cậu em ở nhà," Tôn trả lời. "Rửa, xin lỗi chào thầy." "Không dám, chào cô." Tôn chào trả lễ rồi đi thẳng lên tầng lầu. Trong 10 phút nghỉ giữa buổi học, chàng được hai cậu học trò cho biết cô gái mở cửa lúc nãy tên là Việt Anh. Là người chị lớn nhất trong nhà, chị đi thăm bố ở Cần Thơ mới về hôm qua. Ông bố hiện là chủ tịch công ty nhà máy xay xát gạo nằm rải rác ở các tỉnh miền Tây. Hết giờ dạy, Tôn ra về, Việt Anh mở cửa tiễn chàng đến bậc thềm. Suối tóc đen tuyền phủ kín bờ vai thon nhỏ, chảy dài đến tận thắt lưng. Mùi hương của trái bồ kết và lá chanh thoảng bay từ mái tóc mới gội của nàng, khiến Tôn nhớ đến mẹ trong những tháng năm còn thơ ấu. Chàng yêu thích và trân quý mùi hương đó, cái mùi hương của đồng quê dân dã, mái tóc mẹ rậm và dài đến quá đầu gối. Mỗi lần gội đầu xong, mẹ phải ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, hông tóc ngoài hiên nhà. Những lúc ấy, Tôn lại xà vào lòng mẹ để nghe mùi thơm nồng của nước bồ kết với lá chanh. Hình ảnh mái tóc mẹ như quấn chặt tuổi thơ của Tôn cho đến ngày khôn lớn.
cái mượt mà và hương thơm bồ kết của mái tóc Việt Anh như quyến rũ, như gợi nhớ những kỷ niệm ngày xưa. Hình ảnh của mẹ chợt bừng sáng lên trong tâm tưởng chàng mà bao lâu nay đã lắng đọng trong tiềm thức. Giờ đây, niềm cô đơn trong tôn như đang chơi vơi giữa biển khơi, cần nơi bám víu. Mái tóc và mùi hương phù thủy của Việt Anh, nó cuốn hút chàng, mê hoặc chàng, kết tụ thành tiếng sét ái tình. Nét duyên dáng của Việt Anh phần lớn nhờ mái tóc đen tuyền, che một phần khuôn mặt trông rất liêu trai. Nước da nàng trắng hồng, thêm cặp mắt đen tròn loáng thoáng chút gì ngây thơ. Trong giờ dạy, Tôn nghe tiếng đàn piano vọng lên từ phòng khách dưới lầu. Tiếng đàn khá điêu luyện của Việt Anh đủ biết cô con gái cưng của ông bà Thùy đã được tập luyện dương cầm từ lúc còn bé thơ. Thời gian sau này, khi hết giờ dạy, Tôn thường lưu lại chơi đàn với hai cậu học trò. Tuy nhỏ tuổi, nhưng các cậu ấy chơi guitar khá thạo. Một hôm, Tâm và Trí yêu cầu Tôn hát. Sẵn với tâm trạng nhớ nhà, chàng vừa đàn vừa hát bản nhạc Bông Hồng Cài Áo, thơ của Nhất Hạnh do Phạm Thế Mỹ phổ nhạc. Chàng để hết tâm hồn vào lời ca tiếng nhạc, quên tất cả những gì chung quanh, chỉ còn lại là hình ảnh của mẹ ôm chàng vào lòng trước khi chàng xa mẹ. Đến phần điệp khúc, mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Bỗng nước mắt Tôn ứa ra, chàng khóc như ngày nào chàng đã khóc trong vòng tay mẹ. Hương bồ kết trên tóc mẹ phủ lên mặt chàng, đã lưu mãi trong ký ức chàng suốt quãng đời xa xứ. Bài ca vừa dứt, có tiếng vỗ tay lẻ loi phía sau lưng Tôn. Chàng quay lại nhìn, thấy Việt Anh đứng dựa vào tấm bảng đen, nàng khẽ nói: "Nghe anh hát sục đồng quả." Tâm Trí cũng đồng tình: "Thầy có giọng hát truyền cảm ghê." Tôn cảm ơn Việt Anh và hai em rồi ra về. Những ngày tháng sau đó, tình cảm của mọi người trong gia đình bà Thùy đối với Tôn cởi mở và gần gũi nhiều hơn. Vào ngày cuối tuần, thầy trò không còn vui chơi riêng rẽ trên phòng học nữa, mà mang đàn xuống phòng khách cùng với Việt Anh đệm piano cho mọi người thay nhau hát solo. Một hôm, Việt Anh hát tặng Tôn bài hát Tóc Mây Sợi Vắng Sợi Dài. Tôn đứng bật dậy, bắt tay cảm ơn nàng, hai người nhìn nhau với ánh mắt nồng nàn và hai tâm hồn giao cảm. Buổi dạy hôm sau, Tôn bắt gặp một tập bìa cứng của Việt Anh bỏ quên trên bàn học của Tâm và Trí. Tò mò, chàng mở ra xem, trong đó gồm những bài thơ sưu tầm của tác giả đã nổi tiếng xưa nay, một số bài khác do chủ nhân cuốn tập sáng tác. Riêng bài cuối cùng Việt Anh đề riêng tặng một người tên T, nhiều ẩn ý và già dặn, chứng tỏ cô bé đọc nhiều thơ và khá lãng mạn. Em và anh giữa hạ vàng nắng xế, chợt hồn mình mát rượi dở ngỡ chiều xuân. Nghe tim em sao xuyến thì thầm, dù ánh mắt anh vẫn là người xa lạ. Giữa vườn hoang em chỉ là chiếc lá cô đơn bé nhỏ úa nhầu. Mong trời mưa cho xanh lá tươi màu, trên sa mạc tình cát khô bỏng lửa. Việt Anh. Sau giờ dạy toán, Tôn viết vào tập bài thơ Dáng Em, riêng tặng Việt Anh. Mượt mà từng sợi tóc mây, ai nâng cung bậc so dây tơ trùng. Ai buồn cho mắt mông lung, ai vui hàng ngọc sáng trưng nụ cười. Ngọc ngà mười búp măng tay, lướt trên phím nhạc ru say điệu buồn. Tóc vờn nắng tráng chiều vương, cho mây về ngủ tận phương trời nào. Ngẩn ngơ bên cánh hoa đào, môi em hồng nụ tuổi ngào ngạt hương. Quê nhà năm tháng mù sương, tương tư về động sân trường dáng em. Ngày hôm sau, khi mở cửa, Việt Anh trao cho Tôn một mảnh giấy, nàng viết:
Cảm ơn anh đã tặng cho việc anh bài thơ rất dễ thương. Thứ hai tuần tới, em bắt đầu vào học lớp luyện thi tú tài toán tại trường Lê Bảo Tịnh. Trước khi đến dạy tâm và trí, anh nhớ chờ em ở cổng trước trường để cùng về nhà luôn thể việc anh. Từ hôm đó, chàng và nàng thường bước song đôi trên quãng đường Trương Minh Ký. Đôi khi Tôn chở nàng trên xe đạp, tình cảm của hai người mỗi ngày một đậm đà khăng khít. Rồi một hôm, trời tháng tư, Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt. Việc anh và Tôn bước song đôi trên lề đường về nhà, bỗng đám mây đen xuất hiện bất ngờ. Việc anh thúc Tôn chở nàng về kẻo mưa kéo tới. Ngồi lên ba ga xe, nàng vòng tay ôm bụng người yêu và Tôn chuẩn bị đạp xe đi. Chợt tiếng còi xe hơi vang lên phía sau, rồi tiếng thắng của xe rít lên phía trước. Chiếc xe nhà màu đen bóng loáng vừa tấp vào lề, một người đàn ông trang phục vest tông, cà ravat bệ vệ mở cửa bước ra. Việc anh vội vã rời khỏi xe đạp, tiến về phía người đàn ông kêu lên mừng rỡ. Ba về hồi nào rửa? Ông ta không trả lời, giang tay tát vào má nàng, đưa ánh mắt khinh khi nhìn Tôn rồi đẩy vai Việc anh hối thúc. Lên xe về ngay. Nàng ôm mặt khóc, lặng lẽ bước lên phía sau xe. Ông đóng sầm cửa lại. Chiếc xe hơi đã đi khá xa mà Tôn vẫn còn đứng tại chỗ như trời trồng. Lồng ngực chàng như có ai siết chặt bằng sợi dây thừng. Trái tim Tôn nhói đau và toàn thân tê dại. Dựng xe vào lề đường, chàng đến dựa vào gốc cây cho qua cơn choáng váng. Lần đầu tiên, chàng nhìn thấy bố của Việt Anh, một thương gia đầy thế lực tại miền Tây. Ánh mắt của ông thương gia giàu có, nhìn Tôn vừa giận dữ vừa khinh miệt, cùng cái tát thô bạo của ông lên má con gái đã khiến Tôn không còn kính phục. Cái tát tàn nhẫn giáng vào má Việt Anh có khác nào mũi tên phóng vào trái tim Tôn. Năm dấu ngón tay in hằn trên chiếc má mịn màng, măng tơ của người yêu là vết thương để lại trong trái tim chàng. Vì thế, Tôn quyết định bỏ dạy kèm cho hai cậu học trò nhỏ, mặc dầu chàng yêu Việt Anh và rất mến hai đứa em nàng. Tôn cũng kính trọng bà Thùy, vợ của ông ta, người đàn bà sinh trưởng bên dòng sông Hương, đôn hậu, điềm đạm, sống chiều chuộng của chồng con. Cuộc sống tấp nập, hối hả giữa thành phố Sài Gòn đông đúc như dòng nước cuốn xoáy không ngừng. Chỉ trừ những ngày Tết Nguyên Đán mới thực sự mang lại cho người Sài Gòn niềm rạo rực tuổi thơ và sự nghỉ ngơi suốt một năm trời vất vả. Ngày cuối năm, Tôn dạo chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ cho khuây khỏa nỗi nhớ nhà. Nơi đây, người ta trưng đủ các loại hoa rực rỡ suốt một đoạn đường. Khu cây kiểng bonsai cũng muôn hình muôn vẻ. Tôn thích thú ngắm hết ảng này qua ảng khác. Chợt một gốc mai già hiện ra trước tầm mắt khiến chàng chú ý. Gốc mai cổ thụ có hình dáng rất thanh tao, phóng khoáng mà kiêu sa. Những búp hoa no tròn xanh mướt, đệm dăm bảy bông đã nở vàng óng ả. Cây mai cuốn hút chàng bởi nó như là một kỷ niệm hiện về. Chàng khẽ kêu lên. Chẳng lẽ đây là gốc mai già trên sân thượng nhà Việt Anh? Đưa mắt nhìn quanh khu cây kiểng, chàng phát giác thêm gốc cây tùng như một thiền sư ngồi kiết già dưới vòm cây cổ thụ. Tôn tự hỏi tại sao những cây bonsai quý giá này lại về tay kẻ khác. Chàng tò mò hỏi người chủ đứng bán. Thưa ông, làm sao ông có những cây cổ thụ quý giá này? Ngộ mua từ một tay trung gian bán lại. Thế ông có biết người chủ trước của những cây cảnh này không? Làm sao ngộ biết được cái lị này? Tôn lập tức quay về, phóng xe đến nhà Việt Anh. Hỡi ôi, căn nhà đã đổi chủ. Chàng nhìn lên sân thượng trống không, ngẩn ngơ một hồi lâu. Đã xảy ra chuyện gì cho gia đình bà Thùy? Tôn về nhà mà lòng cứ băn khoăn mãi. Quân trường Thủ Đức, ngày cuối tuần tấp nập, thân nhân sinh viên sĩ quan đến thăm.
vì mới nhập khóa chưa đến ngày lễ gắn alpha, do đó Tôn không được đi phép cuối tuần. Nằm lẻ loi trong phòng đại đội khóa sinh, Tôn thấy nhớ mẹ xót xa. Bỗng thằng bạn Trực đến gõ chân chàng báo có thân nhân đến thăm. Tôn phóng mình xuống đất, vội vã sửa lại quân phục chỉnh tề, lau đôi giày thật bóng, đội chiếc mũ nồi đúng quy định, rồi chạy một mạch ra ngoài khu tiếp tân. Đứng trong hàng quân chờ đợi sĩ quan Trực gọi tên, Tôn suy đoán ai là người đến thăm mình. Người chị bà con và Trần Thịnh, bạn dạy cùng trường, đã đến thăm tuần vừa rồi. Mình còn ai nữa đâu? Chợt loa phóng thanh gọi tên sinh viên sĩ quan Nguyễn Trọng Tôn, kèm theo đơn vị khóa sinh. Từ trong đám thân nhân ngồi chờ nơi liều khách, một người con gái bước ra. Việt Anh! Tôn thầm kêu lên, làm sao nàng biết chàng bị động viên vào đây? Lòng bồi hồi xúc động, Tôn bước đến bên nàng. Việt Anh nhìn Tôn với ánh mắt chan chứa yêu thương, rồi từng giọt lệ lăn tròn trên má. Nắm lấy tay nàng, bàn tay mỏng mảnh gầy gò, Tôn đưa nàng đến ngồi dưới bóng mát của tàn cây. Bỗng nàng gục đầu vào vai Tôn khóc nức nở. Ba em mất rồi, anh có biết không? Nàng đau đớn hỏi chàng trong nước mắt. Hả? Ba em chết rồi hả? Tôn bàng hoàng kêu lên. Nàng tiếp. Một quả lưu đạn nổ trong phòng của ba em. Người chết ngay trong giấc ngủ, đến bây giờ vẫn chưa biết nguyên nhân nào gây ra án mạng. Vì cạnh tranh trên thương trường hay thù oán chí trong tình trường? Cũng chẳng biết nữa. Công tác điều tra dường như bể tắc. Các cổ đông lần lượt rút ra, công ty của ba em hoàn toàn bị phá sản. Mẹ em đã bán căn nhà cũ, bán luôn chiếc đàn piano, mấy chục ạng kiền trên sân thượng. Bà mua một căn nhà nhỏ ở gần chợ Thủ Đức. Em không theo học đại học, mà ở nhà phụ bạn với mẹ. Bạn sạch vài để lo cho thân tâm thăng trí ăn học. Vừa rồi, em gặp thầy Thịnh. Bạn anh cho biết anh đã nhập ngũ. Nhờ vậy, em mới vội vã vào thăm anh. Mẹ em, Tâm và Trị nhặt anh hoài. Chúng nó không biết rằng mà anh bò dày, bò luôn sổ tiền lương trong tháng. Phần em thì đau khổ vô cùng. Em biết anh giận em và coi thường ba em đã đối xử thô bạo với con gái của mình ngoài đường phố. Em không dám trách anh đã xa lạnh em. Hành động của ba em đã xúc phạm lòng tự ái của anh. Giờ ni ba không còn nữa, em mong anh xóa hết cho người. Việc anh ngưng nói, úp mặt vào ngực chàng thổn thức. Tôn hoàng tay siết chặt đôi vai gầy cánh hạt và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thoang thoảng hương bồ kết lá chanh của nàng, khiến lòng chàng ấm lại dưới bầu trời rực nắng của những ngày đầu xuân. Sau ngày mãn khóa, các tân sĩ quan được nghỉ phép về thăm gia đình. Tôn dành hết thời gian ấy để gần gũi và an ủi Việt Anh. Tình yêu nồng nàn, say đắm, họ hối hả cho nhau những phút giây thần tiên nhất của đôi tình nhân đã phải mất nhau trong một thời gian khá dài. Những ngày hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng đã khắc sâu trong tiềm thức của hai người những kỷ niệm một đời khó phai. Thấm thoát mấy tuần lễ nghỉ phép qua nhanh, Tôn từ biệt người yêu lên đường ra đơn vị. Việc anh đã ngất xỉu trên tay chàng khiến Tôn chần chừ mãi. Đến phút chót, chuyến máy bay quân sự sắp đến giờ cất cánh, chàng mới giao cho hai em Tâm và Trí chăm sóc người chị gái. Xe đột ngột quanh gấp vào cửa ngõ rồi dừng lại trong gara, khiến dòng ký ức của Tôn bị cắt ngang. Chàng uể oải vào nhà, chưa kịp thay quần áo thì tiếng phone reo lên. Tôn vội vàng mở phone. Hello, tôi nghe đây. Bên kia đường dây giọng một người đàn ông. Cho tôi xin gặp ông Nguyễn Trọng Tôn. Vâng, Tôn đây. Chào anh Tôn, em là Hà Thục Tâm. Cháu Nhi mới cho em biết số điện thoại của anh. Mừng quá nên gọi liền cho anh.
Rắn mà tư báo lâu ni, bọn em cứ tưởng anh đã hy sinh trong trận chiến Hà Lao. Nào ngờ anh em mình còn gặp nhau được trên đất mì như ri. Chỉ việc anh mà biết, được tính này chắc là ba ấy mừng định đứng tim. Thôi, để anh nghỉ ngơi, hẹn anh ngày mai. Dù có định đi đâu thì cũng xin anh cho bọn em một ngày để hẹn gặp. Sáng mai 9 giờ em sẽ đến nhà chờ anh. Bye anh nghe. Tôn chưa kịp hỏi han thì Tâm Tâm đã cúp máy. Từ sáng sớm, Tâm đã điện thoại đến nhờ người em của Tôn chỉ đường. Giây phút đầu gặp Tâm, cả hai đều xúc động. Rồi Tâm chở Tôn đến nhà mình, một căn nhà biệt lập nằm trên chân đồi, trồng đầy hoa, thể hiện cuộc sống hạnh phúc của chủ nhân. Bên tách cà phê, Tâm tâm sự. Hôm anh lên máy bay ra đơn vị, chỉ việc anh bị ngực nhiều lần khiến em phải đưa vào bệnh viện. Sau khi khám, bác sĩ cho biết chị ấy có thai, thần kinh yếu nên dễ bị kích động. Sự phát hiện đó đã làm cho mẹ em đau buồn vì thực sự anh chị chưa làm đám cưới. Nhưng ngược lại, chị việc anh thì lại vui mừng. Khi anh gửi thư về bảo tín đang động quân tại vùng giới tuyển khiến cả nhà lo lắng. Chị việc anh lập tức viết thư cho anh bảo tín mừng chị sắp có con. Dù thớ đi cả mấy tháng trời mà cũng chẳng thấy thư hồi âm. Nhưng chị ấy vẫn việc điêu điêu cho anh hàng tháng. Rồi một hôm, có thằng cha bưu điện định đưa cho chị ấy một bì thư lớn. Trong đó đựng sổ thư chứa khui của chị việc anh gửi cho anh từ bao lâu nay và kèm theo bức điện thư của hậu cử đơn vị bảo tin anh đã mất tích tại chiến trường Hà Lao. Chị việc anh đau đớn tột độ trước cái tai họa giáng xuống đời chị. Rửa là chi lại ngực xì khiến cái thái sinh non. Vì rửa mà lúc nhỏ cháu trong nhí nó eo uột lắm. Tôn kinh ngạc kêu lên. Vậy là Trọng Nhi là con gái của anh? Đúng rồi, nó là con của anh. Cháu Nhi đã được bệnh viện cứu sống. Tôn Vuột đứng lên như muốn làm một điều gì đó cho nhẹ bớt nỗi ân hận đang đè nặng trong tâm tư mình. Chàng nói, Tâm à, ngày đó mà anh biết chị việc anh mang thai, có thể anh không ra đơn vị. Có lời chí ánh. Tâm trả lời Tôn rồi quay sang hỏi, rửa anh đã gặp Trọng Nhí tại phí trương phải không? Anh đã gặp trên máy bay và ngồi bên cạnh anh Tâm ạ. Phút đầu tiên nhìn thấy cháu có do nét giống mẹ anh và một người nào đó mà anh nghĩ mãi không ra. Ôi tạ ơn Thượng Đế đã dung dũi cho cha con anh gặp nhau một cách diệu kỳ. Giờ đây anh rất nôn nóng muốn gặp chị Việt Anh và cháu Trọng Nhi. Được không Tâm? Rắn không được anh. Nhà chị Việt Anh cùng ở gần đấy thôi. Mời anh dùng điểm tâm với vợ chồng em rồi đi không muộn. Còn mẹ em hiện giờ ở đâu, sức khỏe ra sao Tâm? Mẹ em thì không được khỏe lắm. Bình gia mà. Hiện giờ ba sống với vợ chồng thân trĩ ở tiểu bang Virginia. À xin lỗi, anh có thể cho em biết về giá cảnh hiện lý của anh ra răng không? Ánh mắt xa xăm với nỗi buồn thoáng qua, Tôn nói, như em biết đó, chỉ kịp viết cho việc anh một lá thư đầu tiên khi đến đơn vị. Vài tháng sau là bọn anh có lệnh tham gia chiến dịch Lam Sơn 719. Trên đường chuyển quân, đơn vị anh bị địch phục kích gần cửa ngõ vào Hạ Lào. Anh bị địch bắt, đưa về cầm tù ở Lào, rồi chuyển về trại tù ngoài Bắc Việt. Tới năm 1980, bọn anh mới được thả về. Anh có vào Sài Gòn đến nhà cũ tìm chị Việt Anh, nhưng nhà đã thay chủ. Sau đó nhờ bạn bè gửi gắm trên một chuyến tàu vượt biển, anh đến được trại tị nạn Thái Lan. Hiện giờ anh đang sống tại thành phố Con Co, phía bắc tiểu bang California. Trên đất Mỹ, anh đã một lần lấy vợ nhưng không hợp tính tình nên bọn anh đã chia tay sau vài năm chung sống. Vừa ăn xong bát phở, Tôn hối thúc Tâm chở chàng đến nhà Việt Anh.
Tâm đề nghị Tôn đứng ngoài, không nên vào nhà vội vì bà chị dễ bị xúc động. 15 phút sau, xe đậu trước sân nhà, Tâm bấm chuông, Việt Anh mở cửa, nàng hỏi: "Cậu đi một mình à, rắn không đứa mơ theo?" Không đợi Tâm trả lời, nàng khép cửa lại rồi vội vàng tiếp: "Chị nghe cháu nhí bào có ông Tốn, nào đó xứng là bạn của em và chị, rồi con biết cả tên chi nữa." Tâm nghĩ thầm, có lẽ nhờ cái tên Tơn, theo lối phát âm tiếng Anh của Nhi nên bà chị không để ý. Tâm chợt nhớ đến chứa cháu gái, vội hỏi: "Rửa trong nhí nợ mố?" "Hẳn đi chợ." Việt Anh vừa trả lời cậu em thì thình lình cửa mở. Trọng Nhi bước vào nhà reo lên: "Mẹ ơi, bạc Tên, bạn cuộc hái câu tấm trĩ mà con gặp trên máy bay đến thăm mẹ đấy nữa." Tôn xuất hiện trước đột ngột trước mặt Việt Anh. Nàng khựng lại, tròn xoe đôi mắt nhìn chăm chăm người khách lạ. Rồi như có một thần lực cực mạnh đẩy nàng nhào tới ôm chầm lấy Tôn. Việt Anh kêu lên đầy xúc động: "Anh Tôn, ba con Nhi." Nước mắt của Tôn tuôn thành dòng khi Trọng Nhi đến ôm chàng, lên tiếng gọi: "Ba ơi, con không ngờ đời con lại còn ba." Hai bàn tay chàng đặt lên hai mái đầu một già một trẻ, đang áp trên đôi vai chàng thổn thức. Mùi hương bồ kết thơm nồng trên tóc của hai mẹ con đã sưởi ấm lòng Tôn suốt 23 năm dài cô quạnh. Bên ngoài, nắng vàng lên rực rỡ, cây lá reo vui, đón cơn gió mát từ biển thổi về. Thành phố hoa hồng lại thơm ngát một mùa bông. Truyện ngắn Hương Bồ Kết của Hạo Nhiên Nguyễn Tấn X xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào!